gắn bó với Hội chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy từ năm 2019 đến nay. Với trách nhiệm là chủ tịch hội, bà Nguyễn Thị Thắm luôn tích cực tham gia hoạt động từ thiện xã hội, giảm nghèo ở địa phương. Học tập và làm theo tư tưởng nhân đạo của bác, bà Thắm luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân đóng góp tiền của vật dụng sinh hoạt để trao tặng cho các gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Với bà Thắm, học bác trước hết là học tấm lòng nhân ái, thương người như thể thương thân của bác. Học bác, mình phải sống nhân hậu, thân ái với mọi người. Thấm nhuần lời dạy của bác Hồ, bà Thắm luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động nhân đạo, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương, vận động nhân dân cùng tham gia. Nhận thấy những việc làm thiết thực của bà Thắm, nhiều hội viên, nhà hảo tâm có nguồn lực đã tích cực tham gia. Trong vai trò Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện, bà Thắm không quản khó khăn, luôn nhiệt tình năng độ, hết lòng vì người nghèo nói riêng và vì sự nghiệp nhân đạo nói chung. Để hỗ trợ đúng đối tượng, đúng địa chỉ, hỗ trợ kịp thời cho người dân, bà Thắm cùng với Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ huyện thường xuyên bám sát địa bàn, rà soát, phân loại các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có kế hoạch giúp đỡ. Sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy cán bộ, hội viên chữ thập đỏ rằng là phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt cái đau thương cho họ. Thì biết là một cái công việc cũng khá là khó khăn, thường xuyên đến những cái địa bàn đường đi khó khăn, rồi trong cái điều kiện thiên tai, rồi trong cái điều kiện rất là vất vả. Nhưng mà cán bộ hội viên Hội chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy thì bản thân tôi đã kết nối các cái nhóm thiện nguyện từ các cái vùng miền của Tổ quốc, rồi các cái nhóm thiện nguyện trên địa bàn của huyện, các cái nhà hảo tâm, các cái doanh nghiệp để cố gắng có được cái nguồn lực tốt nhất để hỗ trợ cho bà con nhân dân của huyện Lệ Thủy khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, khắc phục cái điều kiện khó khăn của mình để vươn lên ở trong cái cuộc sống, đặc biệt là hỗ trợ cho những cái người mà dễ bị tổn thương. Vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, ở huyện Lệ Thủy mưa to và rất to, mực nước trên sông Kiển Giang dâng cao làm hàng chục nghìn hộ dân bị ngập sâu, nhiều thôn bản, hệ thống giao thông bị chia cắt, đời sống người dân vùng lũ hết sức khó khăn. Để hỗ trợ cho người dân vùng lũ, Hội chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy mà trực tiếp là bà Thắm đã nhanh chóng kết nối với các nhà hảo tâm, các đoàn thiện nguyện để hỗ trợ nước uống, lương thực và các nhu yếu phẩm trực tiếp đến những nơi ngập sâu để trao cho bà con. Bà Thắm phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi Hội thiện nguyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị và gia đình thiện tâm tỉnh Bình Thuận, Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đã đến thăm tặng quà cho bà con xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy. Sơn Thủy có 2.200 hộ dân, trong đó 1.600 hộ bị ngập sâu, có nơi ngập trên 1,5 mét. Toàn xã có 5 trên 10 thôn bị ngập hoàn toàn là các thôn Vinh Quang, Mỹ Hòa, Ngô Bắc, Ngô Xá, Lại Xá. Để hỗ trợ khẩn cấp cho bà con, Hội chữ thập đỏ và các đoàn thiện nguyện đã trao tặng 200 thùng mì tôm, 30 thùng sữa, bánh ngọt ăn liền và 75 triệu đồng cho các hộ dân đang tránh trú tại nhà sinh hoạt cộng đồng, thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy. Đây là sự kết nối kịp thời của bà Thắm nhằm hỗ trợ nhanh chóng cho bà con thôn Vinh Quang trong lúc nước lũ chưa rút hết, đời sống sinh hoạt hết sức khó khăn. Trong mấy ngày này thì vất vả là vì là bão lụt tại cấp tấp quá, nói chung chuẩn bị không kịp, nói chung chính quyền các đoàn thể cũng là hỗ trợ cho là áo quần vì cơm nạc vì là mì tôm. Hội chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy rất là nhiệt tình chú đạo, đặc biệt là trong đó là có là chị Thắm là chủ tịch Hội chữ thập đỏ đã làm là nhiệt tình trong công tác kêu gọi vận động ủng hộ cho bà con nhân dân ở vùng lũ. Xin chân thành cảm ơn tình cảm của Hội chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy, đặc biệt là chị Thắm. Cũng tại huyện Lệ Thủy, toàn huyện có gần 20.000 ngôi nhà bị ngập nước. Tính đến ngày 5 tháng 11 đã có 8 người chết, 4 người bị thương. Diện tích hoa màu, rau màu thiệt hại hơn 600 hectare, số gia súc, gia cầm chết và cuốn trôi gần 62.000 con.
diện tích nuôi cá bị thiệt hại hơn 400 hecta, 52 điểm trường bị ảnh hưởng, trong đó có 448 phòng học bị ngập sâu, 24 điểm trường thiệt hại về cơ sở vật chất, 16.000 mét canh mương, đê bao bị sạt lở, hư hỏng, ước tính thiệt hại gần 300 tỷ đồng. Trước những thiệt hại đó, Hội chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy mà trực tiếp là bà Thắm đã phối hợp với các cơ quan ban ngành, các hội thiện nguyện trên địa bàn huyện, kết nối, kêu gọi các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm khẩn cấp hỗ trợ cho người dân ngập lụt. Các nhà hảo tâm, các đoàn thiện nguyện đã kịp thời đến cứu trợ cho người dân lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm, giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tính đến thời điểm hiện tại, thông qua kết nối, kêu gọi của bà Thắm, đã có hàng trăm đoàn đến hỗ trợ người dân vùng lũ. Khi đến với địa phương, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ chị Thắm, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Lệ Thủy. Chị đã trao đổi tất cả các thông tin cụ thể, chi tiết với đoàn thiện nguyện. Chúng tôi đến nơi đây thì chị Thắm đã có mặt từ 5 giờ sáng để chờ đoàn, sau đó hướng dẫn đoàn các cái công việc cụ thể đến với địa phương. Trong cái trận lụt ngày 27 đến 30 tháng 10 vừa qua thì tình hình nước ngập rất sâu, bà con hết sức khó khăn, gian khổ. Nhưng mà giờ được chị Thắm, Hội Chữ Thập Đỏ của huyện đã kết nối với các mạnh thường quân trên mọi miền đất nước và đưa hàng hóa về cung cấp cho bà con để là giúp đỡ bà con ổn định lại cuộc sống. Với vai trò là Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Lệ Thủy, bà Nguyễn Thị Thắm luôn chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm và cán bộ hội viên Chữ Thập Đỏ tích cực tham gia vào hoạt động của hội, nhất là công tác xã hội từ thiện, nhân đạo. Thông qua các buổi sinh hoạt hội và lồng ghép các phong trào, cuộc vận động tại các địa phương, từ đó tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả như chương trình Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Ngoài ra, thông qua Hội Chữ Thập Đỏ, bà Thắm còn tổ chức nhiều phong trào khác, đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân tham gia, như vận động mọi người tham gia nhiều đợt hiến máu tình nguyện. Bản thân bà Thắm cũng tham gia hiến máu nhân đạo 5 lần. Bà còn tiên phong đăng ký hiến mô tạng và vận động chính tình nguyện viên cùng tham gia hiến mô tạng sau khi qua đời, chết não. Bà Thắm còn vận động các mạnh thường quân hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, xe đạp, quần áo, cấp học bổng giúp học sinh, sinh viên nghèo hiểu học, xây nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các đối tượng khó khăn, hộ nghèo, hỏa hoạn, tai nạn bất thường. Từ năm 2021 đến nay, bà Thắm đã tham gia vận động các cơ quan, đơn vị, đoàn thể địa phương, đội ngũ hội viên, tình nguyện viên, nhân dân, các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân quyên góp ủng hộ cứu trợ xã hội gần 12 tỷ đồng. Biết là cái công việc thì có vất vả, khó khăn và nhân lực của hội thì cũng ít, nhưng mà sau khi được cái sự hỗ trợ của tình nguyện viên, các đội, các nhóm thiện nguyện thì bản thân tôi đã hoàn thành được cả cái nhiệm vụ của mình, và sau một cái nhiệm vụ khó khăn như thế thì thấy rất là vui, vì mình đã ít nhiều cũng đã góp phần để giúp đỡ được những cái hoàn cảnh mà thương tâm ở trong địa bàn của mình. Trong cái thời gian tới thì với cái điều kiện thiên tai thảm họa ngày càng phức tạp, trong cái đợt mưa lũ tới thì Hội Chữ Thập Đỏ huyện và bản thân tôi sẽ tiếp tục huy động cái đội tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ phản ứng phó với thiên tai thảm họa của huyện để tiếp tục có những cái hoạt động hành động sớm hỗ trợ cho cả cái gia đình neo đơn, cả cái gia đình mà hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, với tác phong miệng nói tay làm, thân thiện và cởi mở, trong vai trò là Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ, bà Thắm đã góp phần đưa công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ huyện Lệ Thủy đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Số người được trợ giúp ngày càng tăng, số địa chỉ nhân đạo ủng hộ ngày càng nhiều. Bà Thắm được cấp ủy địa phương, các cấp, các ngành đánh giá cao. Công tác Chữ Thập Đỏ này là nó tròn chị Thắm. Tôi thấy những chỗ khó khăn, những trường hợp gia đình
có hoàn cảnh là khó khăn, rồi những hồ mà yếu thế, những hoàn cảnh đột xuất và bị rủi ro đều là chỉ đến là thăm hỏi, động viên và trao quà giúp đỡ cho nó rất là nhiều hoàn cảnh, không hẳn gì ở đất của tại Sơn Thủy mà là nhiều xã, nhiều thôn ở trên địa bàn của huyện. Đặc biệt trong những ngày lũ lụt tháng 10 năm 2024 này thì chỉ là một phụ nữ nhưng mà rất là song pha tất cả đến tất cả những cái điểm ngập lũ nặng để là thăm hỏi và là tặng quà, đồng thời là kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để giúp đỡ cho bà con nhân dân sớm là khắc phục để ổn định đời sống. Trong những năm vừa qua thì công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của huyện Lệ Thủy liên tục là được công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thành tích đó thì nó có ngoài sự đóng góp của cán bộ hội viên, sự quan tâm của cấp ủy đảng chính quyền thì phải nói đó là có cái sự đóng góp tích cực của ba Nguyễn Thị Thắm, chủ tịch hội chữ thập đỏ của huyện. Chị Nguyễn Thị Thắm với cái chức trách là chủ tịch hội chữ thập đỏ, là người thủ lĩnh của công tác hội phong trào chữ thập đỏ của huyện, cũng đã rất là nhiệt tình, say mê với phong trào, từ đó là tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền trong các cái nhiệm vụ, phối hợp với các ngành các cấp là kêu gọi vận động được các nguồn lực, đặc biệt là kết nối với các cái đội ngũ tình nhân viên ở trên huyện, để từ đó là tạo được nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của mình. Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình cũng thấy rằng đây là một cái cán bộ của hội chữ thập đỏ thường xuyên năng động, sáng tạo, đã đóng góp kết tích cực trong cái công tác hội và phong trào chữ thập đỏ toàn tỉnh. Và cũng mong muốn rằng trong thời gian tới thì chị Thắm sẽ tiếp tục có cái cố gắng hơn, nhiệt huyết hơn để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của công tác hội phong trào chữ thập đỏ của huyện. Với tấm lòng nhân ái và tinh thần nhiệt huyết của bà Nguyễn Thị Thắm sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp cho đời. Bà Thắm xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.